Tổ chức Thương mại Thế giới WTO phải có một hệ thống giải quyết tranh chấp mang tính chất ràng buộc để đối phó với tình trạng uy hiếp kinh tế ngày càng tăng, theo lời Thủ tướng Úc Scott Morrison kêu gọi ngày 9 tháng 6, giữa lúc Úc đang giành được sự ủng hộ của các nước G7 trong những tranh chấp với Trung Quốc. Quan hệ với Trung Quốc căng thẳng sau khi Úc cấm công ty Huawei tham gia mạng lưới 5G của Úc vào năm 2018 và giãn nứt thêm sau khi Canberra trong năm nay kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch virus corona. Úc tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước những áp lực của Trung Quốc và đã kháng cáo lên WTO về việc Trung Quốc áp đặt thuế quan tổng cộng hơn 80%, làm ngưng thương mại trị giá hàng tỷ đô la. Trong khi kháng cáo này có thể phải mất nhiều năm mới giải quyết được, ông Morrison sẽ kêu gọi các nước G7 ủng hộ việc cải tổ WTO trước hội nghị cấp bộ trưởng của WTO diễn ra vào tháng 11 năm nay. Ông Morrison cũng tuyên bố sẽ ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc điều tra tìm hiểu nguồn gốc đại dịch COVID-19.